Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ sáu ngày 29 tháng 9. Vâng, đến uh, thông thường nhiều quý vị bảo là sau ngày nó lại nhiều hơn uh, bình thường đúng không ạ? Hôm nay tôi nói 29 tháng 9 nhưng mà thực tế nếu mà nó đến quý vị thì nó đến 30 rồi cho nên là thường là nó sẽ là cái ngày của ngày mai. Tối thứ sáu không biết làm gì lại lên gặp quý vị. À, khán giả và trong chương trình à, trong tâm trạng cháy chương trình quý vị ạ, à, bởi vì hôm nay là ngày trung thu mà liên quan tới trung thu chị Hằng này nó không liên quan gì đến chuyện chính sự cả tôi đang dạo quanh quý vị ạ à, thì à, thấy một vài những bức ảnh từ à, đây quý vị có thể xem đây là bức ảnh của nước Nga này đấy, mùa thu nước Nga rất đẹp quý vị ạ à thứ sáu quý vị cũng nên có một cái tâm trạng nó thư giãn đúng không ạ chúng ta ngắm mùa thu nước nga một tí rồi ta bàn một tí về nước nga mà Và một vài câu hỏi khá hay liên quan tới nước nga trước hình ảnh khách du lịch trung quốc đến nga tăng 6 lần trong tháng vừa qua khi nào hết chiến tranh có lẽ là chương trình của chúng ta cũng thu xếp một tour đi nga quý vị công nhận không ạ để đến xem những cái tàn tích của chiến tranh rồi đất nước Nga, rồi đất nước Ukraine như thế nào đó. Biết đâu đấy chúng ta lại góp một bàn tay hàn gắn uh, giữa hai đất nước đó thì sao? Cả hai đất nước đó đều rất là uh, có những tình cảm đặc biệt với lại những người Việt Nam, đúng không ạ? Hình ảnh uh, thành phố cảng Odessa vào những năm 1830 dưới thời uh, đế quốc Nga nữ hoàng Katirina rất đẹp tranh vẽ vâng và đây là đối tới câu hỏi của nhiều quý vị nói ra về nước Chechnya đấy một cái đất nước có thể nói là rất ít được những người khác biết tới đúng không ạ chúng tôi cũng có rất nhiều tranh ảnh về Chechnya nhưng mà cũng từ lâu chúng tôi không quay lại để xem những cái đó nhưng nhân câu hỏi liên quan tới Chechnya thì đây là hình ảnh thủ phủ Grozny nha thì quý vị có thể biết là nó là một trong những cái đất nước trong Liên bang Nga mà nếu nghe qua thì chúng ta thấy là nó đầy những cái sự bạo lực ở trong quá khứ. Bạo lực, uh, khắc khổ, thậm chí có những cái nó khá điêu tàn, đúng không ạ? Đấy, đấy là những thứ mà chúng ta nghĩ tới người nha Có nghĩa rằng nó có một cái gì đấy nó rất là thô giáp, nó rất là khắc nghiệt và nhiều lúc là người ta nói rằng là người nha rất là bạo lực. Tàn bạo. Tuy nhiên thì dưới cái thời của ông Putin, sau khi cuộc chiến Chechnya à, hai lần kết thúc, thì à, thì bây giờ cái nước Chechnya đấy nó lại trở thành một trong những cái, cái quốc gia giống như các quốc gia liên khác ở trong Liên bang nga, nó rất là hòa bình, nó rất là văn minh à, và nó khá là lãng mạn, đúng không ạ? Một cái nó phong cách nó rất là văn hóa tức là nó đã lột xác trở thành từ một cái um, quốc gia mang tính chất là khắc nghiệt nghèo nàn đúng không ạ bạo lực và trở thành một cái quốc gia như vậy dưới cái thời của ông Putin đấy là một cái điều nó rất đáng nói và cái câu hỏi ở đây đặt ra là làm thế nào mà ông Putin và nước Nga lại có thể thuần hóa được một cái quốc gia như vậy đúng không ạ chúng ta nhớ là Chechnya đã từng gây ra hai cuộc uh, Nga và Chechnya đã từng tiến hành hai cuộc chiến huynh đệ tương tàn mà có thể để lại rất nhiều hận thù. Thế mà cuối cùng làm thế nào đó thì bây giờ người lãnh đạo czech nha và quân đội czech nha lại tuyên thệ trung thành đúng không ạ? Ở trong Liên bang Nga và chiến đấu để bảo vệ gọi là đất mẹ đấy. Tất nhiên thì các những cái vấn đề mang tính chất chính trị khác thì chúng tôi không nói, nhưng mà bây giờ mình bỏ qua những cái vấn đề âm mưu đấy mình đi tới một cái vấn đề là tại sao đúng không ạ bởi vì cuối cùng thì nói thế nào đi chăng nữa thì cái việc mà đem lại thịnh vượng hòa bình ấm no hạnh phúc nó vẫn là cái quan trọng hàng đầu chứ còn tất cả những thứ khác nó không quan trọng nhiều người bảo là putin bỏ tiền ra để mua chuộc chết nha đúng không ạ nếu mà mua chuộc thì người ta sẽ mua chuộc những cái quan chức mua chuộc lãnh đạo chứ còn người ta không thể mua chuộc được cái sự yên bình cái hòa bình cái thịnh vượng cái hạnh phúc của người dân ạ Và bây giờ không có bạo lực ở Nha nữa Đấy là một trong những điều rất tuyệt vời Câu chuyện nó vì sao quý vị? Và bây giờ tôi sẽ cùng quý vị Đến một vài những cái câu chuyện uh, Có thể nói một trong những cái câu chuyện mà đáng nói nhất Liên quan đến các cái vấn đề về lịch sử uh, Về trong những cái cách đối xử với lại uh, lân bang Đúng không ạ? Nó sẽ quyết định rất nhiều thứ Tôi nghĩ là từ trước đến nay ấy, Thì những người lãnh đạo Thời trước của Liên Xô và kể cả thời trước của liên bang nga họ luôn có một cái quan điểm ví dụ như cái, cái thời của stalin đúng không ạ và sau này những cái những cái người kế nghiệp của ông ấy thì đã từng đem quân vào tiệp khắc hungary ba lan vân vân có nghĩa rằng là ông putin nói là những cái người lãnh đạo liên xô ngày xưa thì thường là có một cái hành xử nó ích kỷ nó giống như người mỹ bây giờ cậy quyền cậy thế để áp đặt cái lợi ích của mình lên trên những cái người yếu hơn. Và chính vì lý lẽ đó mà Liên Xô đã sụp đổ. Đúng không quý vị? Chúng ta nhớ ông Putin đã một lần ông nói như vậy. Và trong lịch sử, cái đấy nó không phải là hiếm đâu quý vị. Cái đấy nó rất là nhiều. À, chúng ta đã thấy mà kể cả lịch sử hiện tại cũng thế thôi. À, bây giờ chúng ta thử nhìn lại một cái và trước khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái con người của Putin nó rất khác với lại những người lãnh đạo Nga khác chẳng hạn như chúng ta thấy là triều tiên là đồng một đồng minh của trung quốc cái đấy thì không ai còn nghi ngờ chẳng qua trung quốc muốn có giữ khoảng cách để họ không bị liên lụy mà thôi nhưng bản thân triều tiên là một cái người đồng minh nhưng trung quốc đã làm gì với triều tiên trung quốc không biến nước triều tiên trở thành một cái nước hòa bình thịnh vượng và tất nhiên triều tiên cũng không mặn mà với trung quốc chẳng qua là họ cùng một cái chiến tuyến mà thôi đúng không quý vị Thế nhưng mà chúng ta thấy là bất chấp những cái việc là nước Nga đang chịu cấm vận và bất chấp việc là Triều Tiên đang bị cấm vận của Liên hợp quốc. Mà Nga công khai ủng hộ Triều Tiên, thậm chí còn tuyên bố sẽ bãi bỏ cấm vận với Triều Tiên. Có nghĩa là Nga bất chấp tất cả để làm điều đúng đắn. Quý vị công nhận với tôi không ạ? Bất chấp tất cả, bất chấp tất cả những thứ cường quyền để mà ra tay cứu giúp những cái kẻ yếu. Nếu mà mình nói trong xã hội nó là như vậy. Và nếu mà không phải là Putin thì tôi tin chắc là không người nào khác có thể làm được như thế. Tất nhiên, từ trước đến nay, lãnh đạo Nga, đúng không ạ? Còn chúng ta không nói về tương lai. Và với cái sự bắt tay, chìa tay của Nga với Triều Tiên thì tôi có thể khẳng định là nếu như không có những cái biến nó quá lớn diễn ra ở bán đảo Triều Tiên thì chỉ một thời gian 10 năm thôi. Đấy là mình không nói 10 năm, 5 năm sẽ có sự thay đổi rõ rệt của 10 năm chắc chắn sẽ có những cái tiến bộ đột phá ở cái đất nước Triều Tiên mà cái điều đó người Trung Quốc đã không làm được. Mà chắc chắn người Trung Quốc không làm thì đấy sẽ là một cái sai lầm của họ. Đúng ạ, bởi vì rõ ràng là nếu Trung Quốc giúp Triều Tiên thì bây giờ cái khoảng cách đời sống của Triều Tiên so với Hàn Quốc nó không chênh lệch bao nhiêu, nhất là với cái việc mà Trung Quốc nó trỗi dậy trong suốt 20 năm vừa qua nhưng Trung Quốc không làm điều đó, đúng không ạ? Và tôi kể với quý vị những cái câu chuyện liên quan tới ở Trung Quốc, nó cũng liên quan tới cái câu chuyện như vậy. Cũng ở những thời nhà Tống thôi, chúng ta biết là nhà Tống cái thời Trung Quốc đó vào những thế kỷ 11, 12 đúng không ạ? Họ là một cái quốc gia rất mạnh về kinh tế, có thể nói là miền Bắc thì họ rơi vào tay của cái người Khiết Đan, người Kim, đây từ cái vùng Sơn Đông lên. Đấy, tức là vùng Sơn Tây, Hà Bắc vân vân Bắc Kinh là nó toàn nằm trong tay của ngoại bang ở miền Bắc. Nhưng mà miền Nam thì lại cực kỳ phát triển. Đây là cái khu vực Trung Nguyên này. Đấy. Trung Nguyên sau này cũng rơi vào tay của ngoại tộc ở phương Bắc. Còn lại thì nó chỉ còn lại cái miền Nam, tức là cái phía Nam của sông Trường Giang. Đúng không ạ? Còn cái khu vực Trung Nguyên, Trung Nguyên có nghĩa là cái đồng bằng ở giữa, là giữa của hai con sông Hoàng Hà và sông Trường Giang thế thì câu chuyện là thời tống lúc bấy giờ nếu mà không tính cái việc là họ bị uh, xâm lược à, bị uh, người kim và người khiết đan thay nhau chiếm giữ cái vùng phương bắc này thì có thể nói họ là một trong những cái triều đại cũng khá ổn đúng không ạ có nghĩa rằng họ đã chinh phạt rất nhiều những cái vùng ở vùng tây bắc và vùng phía tây có nghĩa là vùng tây tạng ngày nay và cái vùng tây bắc cam túc các thứ lên phía trên Bông cổ đấy nó có mấy cái vùng thứ nhất Ngày xưa thì chúng ta nhớ là người Trung Quốc nó có cái Ngũ Hồ đúng không ạ? Ngũ Hồ có nghĩa rằng là những dân tộc uh, mà ở ngoại uh, ngoại tộc mà ở vùng biên cương của Trung Quốc, đấy là những dân tộc ở phía bắc đặc biệt là người Kim, người Khiết Đan ở ở phía tây bắc, ở phía bắc là Mông Cổ, người Hung đúng không ạ? Người Hung Nô, còn phía tây bắc thì là người uh, Ngô Duy uh, cái gì? Thổ Phồn, Hồi Hột, còn phía tây thì là người Đột Quyết vân vân và phía tây nam thì còn cái gì nữa đấy, như kiểu đại lý cái gì gần đại lý đấy. Thế thì nhà Tống họ mắc một cái sai lầm và trong nhiều triều đại của Trung Quốc cũng như vậy. Là gì? Trong khi mà họ bị lụy với lại những cái triều đại ở phương tây bắc là nhờ Khiết Đan và người Kim thì mặt khác họ lại tiến hành các cái cuộc chinh phạt liên miên ở phía tây bắc, tức là đông bắc ở đây xin lỗi. Đông bắc ở đây thì họ tiến hành những cuộc chiến tranh liên miên ở tây bắc. Và họ lần lượt họ đánh bại những cái người thổ phồn, những cái người hồi hột, những cái người đột quyết. Đấy. Và trong những cuộc chiến tranh như thế thì những mảnh đất này nó rất là hoang tàn. Nó là những cái vùng du mục. Uh, cơ bản là nó không có giá trị về kinh tế. Người Trung Quốc cũng chỉ mắc phải một cái sai lầm giống người La Mã. Có nghĩa rằng họ đánh bại để loại trừ đi mối nguy hại mà thôi. Đấy và thậm chí là họ còn có cái tấn công sang để cướp bóc tàn phá các thứ rồi họ rút quân về. Thế thì cái câu chuyện là sau những cái đợt chiến tranh liên miên ở các chiến dịch miền Tây và miền Tây Bắc, tuy là nhà Tống chiến thắng nhưng mà dần dần cái chiến phí nó quá cao, đúng không ạ? Rồi là cái nguồn nhân lực nó bị thiệt hại trong chiến tranh, vân vân, dẫn tới là cái một cơ bản mà nói thì cái cái sức mạnh quân sự và sức mạnh kinh tế liên quan đến quân sự của nhà nước là nó bị suy yếu và dẫn tới việc họ không còn cái năng lực để có thể đánh đuổi được cái quân Kim và quân Khiết Đan ra ở cái vùng quan trọng nhất tức là cái vùng Bắc Kinh, Hà Bắc, Sơn Tây. Sau này một nhà sử học rất nổi tiếng của Trung Quốc, tôi không nhớ tên ông là gì nhưng mà ông ấy nói một cái câu mà có thể nói là để lại rất nhiều cái suy nghĩ mà hiện nay Trung Quốc đang làm đúng và làm sai ở một vài điểm. À uh, có nghĩa rằng ông ấy nói nếu như bây giờ quay trở lại cái thời nhà Tống ấy, đúng không ạ? Mà người Trung Quốc thay vì là họ liên tục tất nhiên là có cả những nước này họ gây chiến nữa. Nhưng mà nếu như người Trung Quốc mà sử dụng các vấn đề liên quan đến ngoại giao và những cái biện pháp hòa bình để mà thu phục được những cái bộ tộc đúng không ạ? Những cái uh, gọi là người Hồ đấy, những cái uh, quốc gia như là thổ phồn, hồi hột, uh, đột quyết vân vân bằng việc là đầu tư tiền bạc bởi vì Trung Quốc rất giàu rất giàu thời điểm nhà Tống rất giàu bởi vì họ có cả miền Nam à, làm thương mại đúng không ạ chúng ta thấy là chỉ có tơ lụa mới đồ gốm của Trung Quốc à, chạy qua con đường tơ lụa để đến với lại châu Âu thôi mà chỉ vì việc đấy thôi họ đã trở thành những người rất là giàu có rồi cho nên nói về tiền thì Trung Quốc cũng đã sử dụng rất nhiều tiền để mua chuộc nhà khiết đan nhà kim họ có rất nhiều tiền cho nên là để mà mua chuộc và hợp tác làm ăn với những cái nước ở Tây Bắc như này ấy, mà họ làm được thì không chỉ họ biến những cái nước lân bang Tây Bắc trở thành các cái nước thanh bình, hòa bình, lân bang thậm chí là phục tùng đúng không ạ? Như kiểu chư hầu ấy. Cơ bản sẽ là chư hầu. Mà hoàn toàn họ không bao giờ phải lo về các cái mối đe dọa về chiến tranh với các nước này nữa. Bởi vì cái quy luật, quy luật của các cái tộc người mà hiếu chiến là tại sao người ta hiếu chiến? bởi vì người ta quá khổ, đúng không ạ? Người ta rất khổ, cho nên người ta phải tìm tới con đường chiến tranh và bạo lực. Khi người ta khổ, người ta không còn cái đường nào nữa, đúng không ạ? Bắt buộc người ta phải chiến tranh. Và người ta đánh nhau lại còn rất giỏi bởi người ta biết thừa một điều là nếu người ta không đánh nhau giỏi thì người ta sẽ nghèo, người ta sẽ khổ, người ta sẽ chết. Và đấy chúng ta thấy đấy là cái lý do mà các cái nước này bị nhà Tống OF và các triều đại khác của Trung Quốc OF rất nhiều cho nên là họ không bao giờ hòa bình với nhà với Trung Quốc và họ liên tục tổ chức những cái cuộc tấn công, những cái cuộc đột kích vân vân đúng không ạ? Và họ vẫn nghèo và họ vẫn du mục. Đấy, và hai bên vẫn tàn phá cướp chóc lẫn nhau. Như vậy thì theo cái quan điểm của nhà sử học đấy, ông ấy nói rằng là giả sử thời đấy mà các triều đại vua chúa của Trung Quốc biết được cái quy luật của cái chính địa chính trị đúng không ạ thì không những là họ có thể làm được những điều như chúng tôi vừa nói mà thậm chí những nước này trở thành những cái gọi là những cái biên giới biên cương của có thể là là bảo vệ những cái vùng lãnh thổ của Trung Quốc một cách hiệu quả đồng thời còn trở thành đồng minh để có thể tấn công để mà giải phóng cái vùng đông bắc của Trung Quốc. Và quý vị có thể thấy là cái tư tưởng của cái nhà học giả Trung Quốc này đúng không ạ? là nó rất đúng với lại những gì mà ông Putin đang làm với nước Czech nha. Thay vì là Putin sang đấy để tận diệt, đúng không? để quét toàn bộ những cái thế lực của Czech nha, thì ông ấy đầu tư, đúng không ạ? Tất nhiên các biện pháp ngoại giao nữa, nhưng mà đầu tư để mà phát triển đất nước đấy để cho người dân người ta sống nó sướng. Nó sướng và nó hòa bình thì nó không nghĩ tới cái chuyện đánh nhau nữa. Còn cái người Czech nha thì nó cũng giống như là những cái kiểu những cái bộ tộc ở đây này, nó rất là hiếu chiến, đúng không ạ? Nó rất là khắc nghiệt, khắc khổ. Đấy, cho nên nếu như mà để nó khổ thì nó sẽ tìm cách để nó nó chiến. Nó cũng giống như là La Mã khi mà bị sụp đổ thì những người La Mã chuyên đi cướp bóc tàn phá tận diệt những cái đất nước luân bang, đặc biệt là những cái người Gốt tức là người Đức bây giờ ấy. Và đến một thời điểm là người Gốt người ta có thể nói là người ta mạnh lên, đúng không ạ? Và người ta đông đảo lên thì lúc bấy giờ La Mã suy yếu là người ta chính là những người đấy người ta tiêu diệt La Mã. Bây giờ thì chúng ta thấy là tuy là Tân Cương là một cái lãnh thổ của Trung Quốc đúng không ạ, không phải còn là một cái ngoại bang nữa. Nhưng mà rõ ràng cái thời điểm trước đây Tân Cương còn rất nghèo khó thì họ liên tục nổi dậy đúng không ạ và họ làm loạn rất nhiều. Nhưng bây giờ thì Tân Cương ở trên đấy người Việt Nam sang đấy À, đến đấy cũng rất ngỡ ngàng có nghĩa rằng nó rất hiện đại nó rất xịn sò và dân ở đấy họ sống gọi có thể nói là rất sướng cho nên là nó không làm loạn còn quý vị nhớ cách đây khoảng 10 năm 15 năm nó liên tục có những cái vụ à, tấn công nổi loạn biểu tình vân vân đúng không ạ và đúng là cái thời đó thì cái chính sách của chính phủ trung quốc là còn o ép tân cương nhưng mà sau cái thời gian này về sau thì họ đầu tư rất nhiều vào những cái vấn đề cơ sở hạ tầng rồi là an sinh xã hội rồi các vấn đề liên quan đến kinh tế cho nên bây giờ nó bớt hơn tất nhiên nó vẫn còn những cái vấn đề liên quan tới sắc tộc này nọ nhưng mà chúng ta thấy là tân cương bây giờ nó lại trở thành một cái nơi mà nó đóng góp rất nhiều cho cái nền kinh tế của trung quốc và ý tôi nói liên quan tới việc Triều Tiên, đúng không ạ? À, cũng có thể là có cả những nước khác, trong đấy có cả Việt Nam nữa. À, rõ ràng là Trung Quốc không có một cái chính sách nó hợp lý để mà biến cái đất nước Triều Tiên của họ trở thành một cái đất nước giàu mạnh.ít nhất là mình không nói giàu mạnh thì cũng là một cái nước mà thái bình thịnh trị, đúng không ạ? Thịnh vượng. Đấy. Còn có thể là họ không thể mạnh được bằng kinh, bằng quân sự, nhưng mà thái bình thịnh trị. Việt Nam thế thôi. Lào, Campuchia hay Myanmar. Đúng không ạ? Tất cả những cái đó tôi cảm giác như là Trung Quốc họ có thể nói là chưa làm được tốt. Với những cái chính sách về địa chính trị như thế, nếu như mà những cái nước lớn mà họ có thể gọi là làm được những cái việc mà như tôi vừa nói, như là Nga làm với Chechnya, đúng không ạ? Thì bản thân là những nước này sẽ trở thành những cái nước mà có cái tư tưởng thân cái nước lớn đó. Bởi vì cái vấn đề lân bang, đúng không ạ? Lân bang hòa hiếu và giúp nhau phát triển thịnh vượng đấy là một trong những cái tư tưởng mà nói thật là đúng ra là như cái học giả Trung Quốc người ta nói rất đúng và nó rất hợp với chính sách của Putin. Mà thậm chí là tôi nghĩ rằng đấy là một chính sách khôn ngoan một cách bình thường. Bởi vì chúng ta biết là kể cả như là Mỹ thôi. Thì đối với Canada họ cũng là một cái nước mà họ triển khai cái chính sách đấy rất thành công trong cái thời kỳ sau cái thế chiến thứ hai. Đúng không? Kể cả trước đó cũng như thế và Canada thì cũng là một nước có thể nói là khá gần như là là Mỹ bảo gì thì Canada làm đó, đúng không ạ? Và thậm chí không bảo không làm thì họ cũng không, không bao giờ có một cái tư tưởng chống đối. Tất cả những chính sách của Canada đều rất thân Mỹ. À, kinh tế của họ có thể nói có một cái sự móc ngoặc đúng không ạ? Một cái sự liên kết với Mỹ rất chặt chẽ. Có nghĩa rằng họ đem lại cái sự thịnh vượng cho nhau. Đấy, và nó sẽ không dẫn tới những cái mối đe dọa về an ninh và mang lại rất nhiều những cái nguồn lợi ích về kinh tế và vấn đề an ninh và như vậy chúng ta đã thấy người Nga đã làm gì với người Czech Nga và họ đang làm những điều đó với Triều Tiên à, chúng ta sẽ chờ chỉ 10 năm thôi đúng không ạ chúng ta sẽ thấy là Triều Tiên nó sẽ à, nó sẽ gọi là đột đột phá trở thành một cái đất nước có một cái bộ mặt hoàn toàn khác với cái những cái năng lực của người Triều Tiên như vậy thì chúng ta thử để ý xem những cường quốc như là La Mã thì luôn tìm cách suy yếu, tận diệt, đúng không ạ? Tàn phá các nước lân bang. Đấy, và cuối cùng là họ sụp đổ. Quý vị công nhận không ạ? Đấy, thế còn bây giờ ngày xưa người Nga cũng như thế. Tuy là họ không làm đến mức như là La Mã, nhưng mà họ cũng từng làm như thế với Afghanistan, với các nước lân bang, kể cả các nước Đông Âu mà khiến cho những nước Đông Âu họ cũng có một cái tư tưởng bài Nga. Đúng không quý vị? Đấy, nhưng mà đến cái đến bài Liên Xô, còn đến cái thời ông Putin thì đặc biệt là những cái thời, những năm gần đây thì tôi thấy là cái chính sách của ông ấy có lẽ là ông học rất kỹ và ông ấy rất giỏi những cái chính sách mà như tôi vừa nói là đang thực hiện với lại Czech Nha, với các nước khác trong cận liên bang Nga Dagestan, vân vân Chứ không chỉ là ưu tiên cái nước Nga không Và bây giờ ông còn làm cả với cái nước láng giềng Đó là nước Triều Tiên nữa Như vậy đấy là một cái nhà lãnh đạo rất sáng suốt Quý vị công nhận không ạ? Đấy. Ngày xưa tôi nhớ rằng nước Czech Nga Nó mang lại cho Nga rất nhiều vấn đề Kể cả những cái vụ uh, Chúng ta nhớ vụ khủng bố Ở cái nhà hát gì đấy, quý vị nhớ không ạ? Đúng không ạ? Rồi là vụ khủng bố Ở nhà trẻ gì đấy, rất kinh dị mà bây giờ Chechnya thì không biết nó có làm hay không nhưng mà đúng là nó án ngữ cái cửa ngõ ở phía nam lên đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà nó là một cái nước mà nó quy thuận hoàn toàn và nó thái bình thịnh trị thì từ bấy giờ thì tôi không thấy là các cái vấn đề liên quan đến khủng bố từ khu vực Chechnya lên nữa và cuối cùng thì Chechnya bây giờ trở thành một cái tiền đồn đúng không ạ? Một cái tiền đồn rất là vững chắc của người nga. Tôi nghĩ rằng nếu trong cái bối cảnh của thế giới hiện đại với sự xuất hiện, trỗi dậy xuất hiện uh, của khối BRICS và của bán cầu phương Nam và sự suy tàn dần của thế giới phương Tây. Và tất nhiên chúng ta thấy là ông Putin còn ở cái vị trí của ông một thời gian dài nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều cái sự thay đổi rất ngoạn mục trong vòng 10 năm tới. Đó là có khả năng những nước trước đây quay sang chê bai, uh, bài Nga, đổ lỗi cho Nga rồi sẽ một ngày nào đó để quay lại làm ăn với Nga và quy thuận nga bởi vì rõ ràng trước đây họ mang một cái tư tưởng là tư tưởng chống liên xô đúng không ạ bởi vì là chính họ ở trong liên xô tôi nói đơn giản những nước baltic thôi có cái lý do gì mà họ phải bài nga đến thế đâu bởi vì họ coi nga là người hiện thân của liên xô ngày xưa và bởi vì liên xô sụp đổ và đất nước của họ nghèo nàn đi và họ đổ vạ cho đấy là vấn đề là tại là liên xô đúng không ạ chứ còn bản thân họ không phải là nghèo không khổ không đói không nhỏ và bây giờ họ đổ vãi hết cho nga nhiều nước như thế moldova đúng không ạ georgia chúng ta thấy georgia cũng đang có một cái sự đảo chiều đấy có nghĩa rằng trước đây thì gần như là cái thời của uh, savat uh, Viking đúng không thì nó thuần túy là nó chống nga còn bây giờ thì bắt bờ đầu có một cái sự đảo chiều ngược lại bởi vì là người georgia giờ được hưởng lợi rất nhiều từ nga Đấy, và rõ ràng là người ta thấy là khi được hưởng lợi như thế thì người ta không có lý do gì để người ta bay nữa, đúng không ạ? Còn lại các nước Baltic gia nhập EU thì kiếm được một tí, nhưng bây giờ rõ ràng EU cũng không làm cho họ đổi đời được một cách đáng kể nữa, đúng không ạ? Và bây giờ sự trỗi dậy của cái bán cầu phương Nam và sự trỗi dậy của Nga thì một ngày đẹp trời nào đó các nước Baltic này cũng sẽ phải cân nhắc lại đấy là chưa nói những cái nước mà nó còn đang lừng chừng đúng không ạ như là Moldova rồi Georgia, Armenia, kể cả mấy công ông Azerbaijan hay là Kazakhstan nữa chắc chắn là sau này phải nghĩ lại hết. Cho nên với cái đà này mà người nga người ta cứ phát triển đất nước thái bình thịnh trị đúng không ạ thì một thời gian sau cái quyền lực mềm của họ họ sẽ hút lại các cái nước mà nó còn ất ơ cho lơ vơ trở về với cái sự ảnh hưởng của họ thôi. Đặc biệt là quý vị thấy cái thời điểm này nó rất hợp. Đúng không bạn nói là người Mỹ bây giờ đang tung rất nhiều nguồn lực ra ở Armenia, ở Georgia, Moldova nhưng mà nó không còn được như xưa nữa quý vị ạ. Thực tế là các nguồn lực của Mỹ bây giờ họ phải bỏ ra để cạnh tranh ở những cái địa khu vực địa chính trị cực kỳ quan trọng đối với họ là các khu vực liên quan đến Ấn Độ, các khu vực liên quan tới Trung Quốc, đặc biệt là xung quanh Trung Quốc. Thì Mỹ bây giờ đang phải cạnh tranh một cái lượng vốn khổng lồ dành cho việc tranh giành ảnh hưởng địa chính trị. Cho nên là những cái nước như ở Georgia, Armenia không phải là cái cái ưu tiên hàng đầu của họ đâu, đúng không ạ? Bây giờ họ đang chết mệt với lại ông Ukraine rồi. Và đây là thời điểm tuyệt vời để người Nga có thể là gọi là lấy lại những cái sự ảnh hưởng của mình, đúng không ạ? À, trong buổi chiều hôm nay thì chúng tôi cũng phân tích với quý vị liên quan tới việc NATO muốn chơi tới bến với Nga, mà NATO muốn chơi mới tới bến với nga không khéo không chơi được nga thì NATO sẽ sụp không sụp thì nó dẻo dã đúng không ạ phương Tây dẻo dã mình cứ nói đơn giản là những cái ông NATO rồi những ông Tây Âu là dẻo dã ngày xưa thì chính những người phương Tây này đã đánh bại Liên Xô để mà Liên Xô nó đẻ ra còn lại cái ông nga đúng không ạ và bây giờ chúng ta thấy ông nga đang có cơ hội đánh bại phương Tây để mà trả thù cho cái cái, cái gọi là tiền nhân của họ Giống như kiểu ngày xưa là người Hy Lạp thì gọi là tiêu diệt người Troy đúng không ạ? Thành Troy đấy là một cái đất nước, một quốc gia lật thành bang ở thời đấy. Rồi những cái người hậu nhân hoàng tử Paris, Paris ấy lúc bấy giờ là bắt đầu mới trốn sang La Mã đúng không ạ? Và cuối cùng người La Mã gây dựng lên đế chế La Mã và đế chế La Mã thì tiêu diệt người Hy Lạp. Lịch sử luôn lặp lại. Vâng, thông tin uh, nốt về nước Nga Cuối cùng thì như vậy là anh Ả Rập Xê Út và anh Nga đã bắt tay nhau để mà có thể nói là vắt tranh cái thị trường uh, năng lượng dầu khí của thế giới. Mặc dù là Ả Rập Xê Út và Nga đã chơi một ván bài cực kỳ mạo hiểm, đúng không ạ? Đó là họ đã chấp nhận cắt giảm cái sản xuất dầu, sản lượng dầu trong thời gian qua. Nhưng mà cuối cùng khi chính hai nước này bơm dầu ra thị trường ít hơn nhưng mà cuối cùng họ lại nhận được nhiều đô la hơn từ những cái thùng dầu ít hơn bán ra thị trường. Giá dầu Brent Biển Bắc đã chuẩn bị tiếp cận ngưỡng 100 đô la một thùng. Giá dầu Nga cũng lên cao ngất ngưỡng. Ả Rập Xê Út, một tháng trong 3 tháng gần đây, mỗi tháng đút túi thêm 1 tỷ đô và bán ít hơn nhiều triệu thùng dầu đấy là một cái điều nó rất là nghịch lý. Còn nga thì thậm chí còn hơn Ả Rập Xê út cũng hơn một tí vài trăm triệu đô. Và tất nhiên thì nga cắt ít hơn Ả Rập nhưng mà cũng cắt cũng khá nhiều. Bởi vì hai nước là hai nước cắt nhiều nhất. Và với cái đà này thì chúng ta thấy là Ả Rập Xê út và nga có khi còn bắt tay để không chỉ chơi phương tây chơi mỹ mà chơi cả thế giới luôn, đúng không ạ? Bởi vì nhìn như này cho thấy là cái sức ảnh hưởng của họ liên quan đến vấn đề giá dầu nó quá lớn. Với cái nguồn thu từ giá dầu như hiện nay thì nói thật ra là Bộ trưởng Quốc phòng Sogo của Nga nói là cuộc chiến này ít nhất là sẽ hết năm 2025. Có nghĩa là Nga đã dự trù ngân sách năm sau ngân sách quốc phòng gần tăng 100% so với năm nay đúng không ạ? Và năm sau nữa chắc chắn còn tăng nữa. Và đấy là một cái tin rất buồn đối với NATO. Trong khi đó thì tờ báo Quốc hội của Ukraine Tiếp tục tung ra những thông tin, có thể nói là nhìn vào thì thấy là nước Nga sập tiệm rồi. Nga đã nợ ngập đầu bởi vì phải đi vay tiền để mà bù vào cái thâm hụt của họ liên quan đến cuộc chiến. Đấy là tờ báo của Quốc hội Ukraine. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là họ không nghĩ về bản thân mình. Phương Tây đã phải chi trả tới 75% các chi phí của chính phủ Ukraine và đã đẩy lên Ukraine nợ lần của Ukraine đến một mức cao kỷ lục. Tại thời điểm này thì cá nhân Mỹ đã chi tiêu tới 113 tỷ đô cho các khoản viện trợ kinh tế, quân sự cho Ukraine. Còn trong khi đó thì khi được hỏi là như thế nào thì mới đủ thì ông Zelensky nói khi nào Ukraine nói đủ thì lúc bấy giờ mới gọi là đủ. Và với cái đà này thì có thể khẳng định là Ukraine không có khả năng trả nợ nữa. Sau này chỉ có bán máu thôi. Đúng không ạ? Đến bây giờ nợ đến mức độ nó khủng khiếp như thế. GDP thì càng ngày càng teo tóp lại. Đa số các khoản đấy là khoản vay nha quý vị nhé. Cứ gọi là viện trợ vân vân Nghe cho nó sang mồm nhưng thực ra là vay. Tất nhiên là đến một thời điểm nào đó là phải trả. Và chính phủ Ukraine cũng không quan tâm. Đúng không ạ? Mà tất nhiên là phương Tây cũng không quan tâm bởi vì rõ ràng họ biết một thời điểm nào đó Ukraine vẫn phải trả. Mà Ukraine không có tiền thì có nhiều thứ khác để trả cho phương Tây. Khi được hỏi là cái cuộc chiến này có ảnh hưởng nhiều đến đời sống của bạn hay không, thì 60% người Ukraine cho rằng là có một cái sự suy thoái rõ rệt, mức giảm sút rõ rệt à, đối với lại cái đời sống kinh tế gia đình trong suốt 6 tháng vừa qua. 35% cho rằng là không bị ảnh hưởng nhiều, à, hoặc là ảnh hưởng không đáng kể, à không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể. Chỉ có 4% cho rằng là cuộc sống của họ được cải thiện so với trước chiến tranh. Vâng, những con số đấy thì nó nói lên tất cả đúng không ạ? Có nghĩa rằng là Ukraine kể cả các vấn đề liên quan đến kinh tế, tôi nói thật rằng là vấn đề kinh tế là một vấn đề quan trọng nhất, chứ không thể nói là trong cuộc chiến là người ta phớt lờ đi, đúng không ạ? Bây giờ người ta không để ý tới, người ta chỉ có vay tiền thôi. Đấy nhưng mà Câu chuyện cuối cùng nó vẫn là câu chuyện kinh tế, bởi vì đây là một cuộc chiến mang tính chất là tiêu hào, đúng không ạ? Không phải là cuộc chiến tổng tiến công để mà chiếm đất trong vài ngày vài tháng vài tuần. 60% đấy thôi, chỉ một thời gian ngắn nó sẽ lên tới 70, 75, 80. Mà nếu như đến tới 75 thì có nghĩa đấy là một con số báo động, đúng không ạ? Báo động và sẽ có biến. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ sang các khu vực khác liên quan tới nước Mỹ. Vâng, bây giờ nước Mỹ ra một cái trò này mà có thể nói là chúng tôi cười không ngậm lại được miệng, đúng ra là chúng tôi cười rất nhiều nhưng mà chúng tôi đã đạm tạm dừng để cười cho nên quý vị không lưu ý thấy. Khi chúng tôi nhận thấy tin này, có nghĩa rằng là nước Mỹ đang buộc tội Trung Quốc là làm theo những cái gì người Mỹ đã làm. Người Mỹ tưởng rằng là chỉ có mỗi người Mỹ thì được phép làm như thế thôi, cộng với lại những cái việc khác ạ. Nhưng mà bây giờ ai dè rằng là người Trung Quốc đã làm giống như người Mỹ. Và người Trung Quốc mà đã làm cái gì giống người khác là nhiều khi người ta còn làm dữ dội, dữ tợn hơn nữa. Cho nên bây giờ người Mỹ đang lo. Trong ngày hôm nay thì chính phủ Mỹ đưa ra một vài những cái khuyến nghị, khuyến cáo cảnh cáo, cảnh báo đối với lại uh, cộng đồng quốc tế và trong nước rằng là họ ý thức việc Người Trung Quốc hiện nay đang tiến hành một chiến dịch thao túng truyền thông trên quy mô toàn cầu. Và đây chắc chắn là chính là những gì người Mỹ đã làm trong suốt mấy chục năm qua, đúng ạ? Đấy chúng ta thấy không? Những cái kẻ mà làm điều xấu ấy thì rất sợ những người khác làm điều xấu giống mình. Đúng không quý vị? Bởi vì làm điều xấu là nó rất mạnh mà, đúng không ạ? Chúng ta nhớ là dùng tà thuật thì nó làm cho người ta rất mạnh. Đấy và như vậy là Trước đây Mỹ đã sử dụng tà thuật và bây giờ Trung Quốc sử dụng tà thuật và Mỹ sợ. Nhưng mà lần này thì Mỹ nói rằng là những cái chiến dịch thao túng truyền thông của Trung Quốc lần này là nhắm vào Mỹ đấy. Tức là lần này là Trung Quốc chỉ có tiến hành mà chĩa thẳng vào Mỹ thôi. Như vậy là gì? Nga thì đánh nhau với phương Tây trên mặt trận chính trị, quân sự, kinh tế, còn Trung Quốc thì đánh nhau với phương Tây trên mặt trận kinh tế. Đúng ạ Rồi là truyền thông và chính trị chính phủ Mỹ cho rằng Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch khổng lồ uh, nhiều tỷ đô la để mà thao túng các hệ thống truyền thông uh, sử dụng các chiêu bài kiểm duyệt uh, thu thập dữ liệu các cái hành động mờ ám mua bán lại các cái uh, tài sản truyền thông của các cơ quan nước ngoài và theo người Mỹ thì đây là một cái xu thế đáng lo ngại bởi vì sẽ dẫn tới một cái sự suy giảm một cách đột ngột liên quan tới sự uh, tự do ngôn luận, tự do báo chí toàn cầu. Vâng, thực tế nếu mà nói là nhiều tỷ là hơi ít. Tôi nhớ là cách đây một thời gian khá dài, năm 7, 10 năm nay, có đã có thời điểm người Mỹ đã cấp ngân sách cho cái cơ quan truyền thông của hàng trăm tỷ đô chỉ để làm truyền thông trên quy mô toàn cầu trong nước nữa trong nước và ngoài nước nữa đúng không ạ nhưng mà bây giờ nếu người mỹ nói như này thì có nghĩa rằng chúng ta chuẩn bị thấy một cái cuộc chiến gọi là cuộc chiến chơi chữ đúng không quý vị mình cứ tạm gọi nôm na đấy và rất ngoạn mục đấy là chính thức mỹ và trung quốc đã tấn công nhau bằng các cái đoàn gọi là ngôn ngữ đấy. bây giờ ông tập cận bình ông ném sang câu này ngủ ai nỉ đúng không ạ còn ông mỹ thì ở bên này ném sang các câu gọi là I love you, LGBT vân vân. Và sẽ rất vui bởi vì lần đầu tiên là hai cường quốc này sau những cái đòn tấn công kinh tế với nhau thì bây giờ chính thức tuyên chiến với nhau trên mặt trận truyền thông. Và người Mỹ cũng hứa rồi là chắc chắn sẽ có cuộc chiến gọi là diễn ra chiến tranh nóng đúng không ạ? Mà không biết là có diễn ra thật hay không? Khả năng nếu mà nó diễn ra thật nữa thì thôi, Trung Quốc với Mỹ là coi như là trở thành kẻ thù trên mọi mặt trận. Đây nhá, nếu như mà liên quan đến khía cạnh này ấy, thì giả sử tôi không làm người Việt Nam, tôi là một người độc lập đi. Thì tôi đoán rằng là nếu có các cuộc chiến tranh quy mô lớn đối với Trung Quốc với Mỹ mà, thì về quan điểm địa chính trị có rất nhiều người mong cuộc chiến này xảy ra. Mặc dù nó xảy ra thì cả thế giới bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Nhưng về mặt địa chính trị tôi nghĩ rằng rất nhiều người mong nó xảy ra. Bởi vì chính hai cái đất nước này là hai cái đất nước được hưởng lợi từ những cuộc chiến khác diễn ra ở ngoài lãnh thổ của họ. Được hưởng lợi rất nhiều. Người Mỹ thì khỏi nói bởi bản thân họ chính là người tạo ra các cuộc chiến như thế. Còn người Trung Quốc lại là người được hưởng lợi từ rất nhiều những cuộc chiến. Đúng không ạ? Và họ cũng không có những cái hành động mang tính chất cực kỳ tích cực để mà có thể kết thúc những cuộc chiến đó. Mà tiếp tục được hưởng lợi như vậy. Đây là tôi nói, không quý vị đừng nói vấn đề đạo đức ở đây nhé. Tôi chỉ nói vấn đề về thuần trí địa chính trị thôi thì có nghĩa rằng với những người ở bên ngoài đúng không ạ thì họ thấy một điểm rằng là các ông từ trước nay đã trục lợi trên chúng tôi rồi thì bây giờ cũng đến lúc các ông phải trả giá nôm nà nó là như vậy đúng không quý vị vâng và đây là mình nói thuần túy là cái lợi ích quốc gia lợi ích địa chính trị thôi chứ không phải là mình cổ suý chiến tranh còn chiến tranh trên quy mô lớn của hai đất nước như này cường quốc như này có nguy cơ dẫn tới chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hạt nhân rồi thì cũng thôi đúng không ạ? Chúng ta cũng uh, cũng không còn chỗ của Chúa để mà về nữa mà không đấy biết lúc đấy là Chúa cùng chúng ta cũng gọi là cùng bốc hơi luôn. Bộ ngoại giao Mỹ ra thông báo trong một tuyên bố nói rằng là Trung Quốc đã chi nhiều tỷ đô la hàng năm vào những nỗ lực để thao túng truyền thông, thao túng thông tin, uh, tuyên truyền uh, thông tin sai lệch bao gồm việc tài trợ cho những người có ảnh hưởng trên mạng giới truyền thông mạng xã hội để thúc đẩy những cái nội dung mà có lợi cho chính phủ trung quốc nhưng mà được gọi là tẩy trắng không phải là cái nguồn từ cái những người mà trong chính phủ trung quốc và cái đấy là cũng đúng đúng không ạ? Chúng ta thấy là bản thân Mỹ thì cũng mua rất nhiều những cái cơ quan truyền thông kể cả truyền thông dòng chính tức là dòng chính thống đấy. 95% là đã bị thao túng rồi. Và họ cũng mua rất nhiều những kênh truyền thông nhỏ lẻ đúng không ạ? Còn Trung Quốc tất nhiên thì họ cũng không thể nào mà họ đi mua các cái hãng truyền thông lớn của Mỹ được cho nên là họ có thể họ phải đi vào cái thị trường ngách tức là họ tìm đến những cá nhân đó, đúng không ạ? những người mà làm truyền thông như chúng tôi kiểu như này thì cũng liên tục có những cái lời mời kiểu như vậy quý vị nhưng mà chúng tôi chả giờ chúng tôi để ý đến những việc như vậy vâng và bây giờ người mỹ có thể nói là sau cả nửa thế kỷ độc tôn đúng không ạ để mà thích làm việc gì mình làm đấy thì bây giờ có thể nói là rất ngạc nhiên khi mà mình được phép tiến hành các cuộc chiến tranh nhưng mà bây giờ người nga tiến hành cuộc chiến tranh thì người mỹ trố mắt ra nhìn rất ngạc nhiên rất giận dữ nhưng mà cũng bất lực đúng không ạ trước đây người mỹ cũng có thể nói là thích làm gì truyền thông thì làm trên toàn thế giới nhưng mà cũng nghĩ rằng chỉ mình được pháp làm thế thôi còn bây giờ thì thấy trung quốc làm thì không những ngạc nhiên ngỡ ngàng ngã ngửa mà còn có thể nói là rất là phẫn nộ đúng không ạ À, cái cách họ nói về cái việc này tôi thấy nó rất là nó đầy đủ những cảm xúc trong cái cái nhưng cái cách biểu lộ của người Mỹ liên quan tới việc là uh, Trung Quốc chi hàng nhiều tỷ đô để mà thao túng truyền thông hướng vào người Mỹ bây giờ thì có thể người Mỹ nói rằng là tại sao các ông nga và Trung Quốc được phép làm thế tại sao các ông lại dám làm những thứ mà chúng tôi đã làm đúng không ạ nhưng mà nói thật ra ấy, thì kể cả người mỹ hay người trung quốc ấy, làm truyền thông kiểu như thế ấy, thì uh, tuyên truyền như thế vẫn không ăn thua gọi người ukraine bằng cụ quý vị ạ <laughs> hôm nay tôi thấy một cái video này nó rất buồn cười tôi cho cùng với quý vị cùng xem đấy là video mà chúng tôi đã từng uh, cùng với quý vị xem những ngày uh, hôm trước đây hai ngày trước chúng ta cùng xem cái video uh, ở Zaporizhia, đúng không ạ là phía nga bắt được một toán lính của ukraine. thế còn ngày hôm nay thì bộ quốc phòng ukraine không biết là cái nhân viên này nó có chịu khó nghiên cứu hay không mà nó đi nó lấy một cái video uh, mà đã ra hai hôm trước từ phía nga và nói rằng là một cái nhóm uh, thám báo phá hoại của nga giả trang là trong đồng phục của ukraine đã đầu hàng đấy uh, đây là hình ảnh từ lữ đoàn sơn cước tấn công Sơn Cước số 128. Tôi đoán là ngày mai thì trên mạng sẽ phải dẹp, người Ukraine sẽ phải xóa cái này. À, nhưng mà ở đây nó có một cái ý đồ ở một cái nó rất rõ quý vị ạ. Có nghĩa rằng là không phải chỉ vì lấy cái cái hình ảnh và video đấy từ phía Nga. Nhưng mà họ còn nói rằng là chính những người Nga này đã sử dụng đồng phục của Ukraine. Đấy, sau đó là ra đầu hàng tất nhiên là lời nói dối như thế để làm gì để để mà vừa nâng cao tinh thần của binh sĩ vốn đang tụt và người dân cũng thế đúng không ạ nhưng nó có một cái điều nữa là cái ẩn ý của họ rằng nói rằng là nga sử dụng trang phục giả như thế là để làm gì nữa hả quý vị tức là tóm lại là họ còn muốn lật tẩy nga nữa tức là họ cướp cái video đấy rồi họ lật tẩy đúng không ạ họ nói rằng là bản thân nga là chuyên sử dụng video của ukraine đấy nhưng mà một cái điều không ngờ Đối với Ukraine giống như mọi lần, đó là họ hay tam bát bỏ mâm, đúng không ạ? Là cái đoạn video này Nga đăng lên nó chỉ có đăng cái một đoạn thôi, một đoạn cắt ở đầu ra thôi. Còn cả đoạn video đấy thì cuối cùng là nó xuất hiện ở đầu thì nó có thêm cả một đoạn rất dài nữa và nó có cả hình của lính Nga ở trong đấy nữa. Và hình nó là hình ban ngày chứ không phải là cái hình mà đây là theo cái dạng uh, x-quang, ơ là hình uh, uh, tử ngoại, đúng không ạ? Hồng ngoại. Thế mới khổ ngày mai thì chúng ta sẽ thấy là cái thông tin này nó sẽ lại bị xóa đi như những lần trước và lại phải cải chính là chúng tôi có một sự nhầm à, à, chúng tôi đang xác minh lại thông tin đấy làm phiền thông nó phải táo bạo như thế chứ còn trung quốc với mỹ thì ăn thua gì vâng chương trình tối thứ sáu thì chúng tôi sẽ dành thời gian để giao lưu với lại các câu hỏi của quý vị khán giả mong quý vị tiếp tục đặt những câu hỏi hay hay để chúng ta cùng trao đổi thế giới cũng có nhiều những câu chuyện vụn vặt cũng không có những cái biến lớn nào đáng kể liên quan tới khủng hoảng armenia niger thì có thêm những cái biến ở kosovo và lần này người ta cũng đổ lỗi cho người nga mặc dù nga cũng chả liên quan đến kosovo nữa rồi nhưng vẫn đổ lỗi nhưng mà chúng ta đã tới các cuộc chiến cả ngày rồi đúng không ạ rồi là armenia rồi niger rồi bây giờ chúng tôi cũng không muốn đến cái cuộc chiến kosovo này nữa nó quá tải mất cho nên chúng tôi sẽ cùng quý vị thư giãn một vài câu hỏi. Vâng và câu hỏi đầu tiên liên quan tới Trung Quốc. Tôi đọc báo nhiều thấy tình hình ở Trung Quốc đang có rất nhiều vấn đề, người dân đang bất mãn với chính phủ. Sao tại sao Phan Sơn không nói về điều này? Thực ra nếu nói về Trung Quốc ấy thì nó lại là một cái câu chuyện nó nhạy cảm đúng không ạ? Trung Quốc là một cái nơi nó nhiều chuyện lắm, nhưng mà chúng tôi cũng biết một vấn đề nhạy cảm nhiều quý vị cũng không muốn nói về Trung Quốc, cho nên chúng tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mà ý là không có nói sâu. À, và đi về khai thác về khía cạnh tích cực của Trung Quốc đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi vẫn bằng mọi giá nào đó để trả lời được quý vị khán giả. Chúng ta nhớ là trước đây thì chúng tôi đã từng đưa một cái hình ảnh liên quan tới cái việc mà một cái vụ khảo sát trên mạng của Viện Gallup, một trong những viện khảo sát hàng đầu thế giới, đúng không ạ? Trong cái khảo sát, một câu hỏi nói rằng là à, quốc gia của tôi có đi đúng hướng hay không? Và thông qua cái này thì quý vị có thể nhìn thấy nó nó rất rõ nhé và không có một cái gì mà mà trong đây mà nó có một cái sự thao túng cả đúng không ạ thông tin từ cái viện này hoàn toàn là nó minh bạch của phương tây và đây quý vị có thể nhìn xem một cái viện của phương tây nhưng mà bây giờ khi được hỏi thì người ta có tới gần một trăm phần chín mươi mấy phần trăm nói rằng là quốc gia của chúng tôi đang đi đúng hướng và đó là một cái quốc gia nó rất ngạc nhiên là trung quốc Và một cái ngạc nhiên hơn nữa là không phải chỉ người Trung Quốc, người ta chọn chính phủ của họ đi đúng hướng mà còn cả người nước ngoài cũng cũng chọn là người Trung Quốc đang đi đúng hướng, chính phủ họ đi đúng hướng. Sau đó là Canada, Australia, Japan, Nhật Bản, Pháp, Anh, Mỹ, có nghĩa là các nước G7 so với lại Trung Quốc. Bây giờ chúng ta À vâng, Australia chưa phải G7 nhưng mà thôi, cứ nôm na là như vậy. Còn lại thì các vùng đỏ là vùng gì quý vị? Có nghĩa là vùng các câu sai, lạc hướng. Thì ai đang đứng đầu ở danh sách lạc hướng? Hơn 80% người cho rằng là nước Mỹ, người Mỹ, chính phủ Mỹ của chúng tôi đang đi lạc hướng. Và chỉ có khoảng 15% cho rằng đang đi lúng hướng. Sau đó, đây quý vị có thể xem này, tất cả những cái tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch, thì nó lại rất tương quan với nhau. Có nghĩa rằng những ông mà thấp nhất thì cũng là những ông cao nhất về ngược lại. Đúng không ạ? <laughs> Chúng ta thấy như vậy là nó có một cái sự thật ở trong đây. Đúng không ạ? Sau đó là nước Anh nói rằng đất nước của họ đang đi chạy hướng với 76-78%. Sau đó đến Pháp. Tất nhiên, Nhật Bản cũng rất cao 60%. Úc 50%, Canada 40%, Trung Quốc phần còn lại có nghĩa là khoảng 10%, chưa đến 10% và đây là một cái tôi chỉ muốn nói là nó công bằng thôi đúng không ạ tôi nghĩ rằng nếu như ở cái bầu này mà bầu Việt Nam thì tôi tin chắc là Việt Nam có khả năng là chỉ đứng sau Trung Quốc hoặc là ngang với Trung Quốc hoặc là biết đâu đấy hơn Trung Quốc đúng không ạ như vậy nó nói lên rất nhiều điều ở đây quý vị nhé chứ không phải là chỉ vì mình uh, gọi là mình mình uh, bị thành kiến đúng không ạ để mình không nhìn vào sự thật đâu đây là một sự thật rất đáng để mà suy nghĩ cá nhân tôi thì nói thật ra cái cái nội tình của đất nước Trung Quốc thì tôi không biết nhưng mà rõ ràng người dân Trung Quốc thì họ rất ủng hộ chính phủ của họ đấy là một cái điều đương nhiên rồi nhưng mà nếu mà nói mà có một cái gì mà mình cảm thấy còn bất mãn về Trung Quốc thì như tôi nói quay lại cái câu hỏi ban đầu đúng không ạ là cái cách hành xử của Trung Quốc với các nước lân bang nó chưa được đẹp lắm còn nếu Trung Quốc hành xử đẹp thì tôi nghĩ rằng là là rất nhiều người sẽ ủng hộ với lại cái cái cuộc bầu chọn này. Có thể đây chỉ là những cái nó mang tính chất nội địa thôi, đúng không ạ? Còn nó chưa nói lên ở trên cái trường quốc tế. trong đó có cái cách cái chính sách ngoại giao là ngoại giao lân bang, một trong những cái điều quan trọng hàng đầu. Bán anh em xa, mua láng dìa giềng, giềng gần, đúng không quý vị? Vâng, tiếp theo chúng tôi sẽ đến một câu hỏi nhưng mà lần này không phải của quý vị khán giả mà là một trong những tay chơi cỡ lớn của thế giới. Elon Musk hôm nay sau khi đến đường biên giới của Mỹ với Mexico thì ông đã đặt ra một câu hỏi trên Twitter. Ông ấy nói rằng là đường biên giới của nước Mỹ ở trong nước Mỹ đúng không ạ? Và nó chỉ có một cái mẫu như thế để so với đường biên giới của ba lá uh, Ukraine mà thôi. Nhưng tại sao thì những trị gia chính trị gia của nước Mỹ lại quan tâm tới hàng nghìn, hàng trăm lần? so với những gì họ quan tâm tới cái đường biên giới của Mỹ và Mexico, vốn nó đang có rất nhiều vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta biết đây là một trong những chương trình nghị sự nóng bỏng của Mỹ từ thời ông Trump đến bây giờ và đến bây giờ thì nó vẫn còn chưa ngã ngũ. Thậm chí là thời gian trước nó còn có cả những cái sự đồn đoán về việc là Mỹ sẽ sử dụng vũ lực để tấn công vào những cái băng đảng của Mexico ở khu vực biên giới, đúng không ạ? đấy là về cái mà chúng ta nhìn thấy um, gọi là khơi khơi, nhưng mà ẩn ý của nó thì nó nó rất sâu. bây giờ chúng ta thử nói về vấn đề biên giới Mexico. biên giới Mexico thì um, kể cả những người trên khắp thế giới chứ không phải là chỉ riêng người Mỹ Latinh người Mexico vào, đúng không ạ? thậm chí là kể cả người Trung Quốc, người ta cũng theo cái con đường của nước thứ ba để người ta đi vào biên giới Mỹ. Tất nhiên là những người đấy thì không phải là những người đi theo đường gọi là làm ăn hay là đường giàu có mà những cái đường mà họ tìm mọi cách để họ vào nước Mỹ và có thể là cả tình báo vân vân nhưng cơ bản là dân không có nhiều tiền đúng không ạ? Họ đi theo đường này. Thế thì cái câu chuyện là về mặt chính trị và xã hội thì đây là một cái điều nó rất là nhức nhối với nước Mỹ chứ nó không phải là là nó chuyện đơn giản và nó trở thành một cương lĩnh tranh cử. Và ông Trump đã từng xây cái bức tường mà cái bức tường tốn rất nhiều tiền và nó được xây gần hoàn thành đúng không ạ? Chúng tôi không biết là hoàn thành bao nhiêu nhưng rõ ràng đã có những bức ảnh về những bức tường xây rất lớn. Ông Trump đã ra tận nơi có nghĩa rằng mình nói một điều là rất quan trọng. Nhưng tại sao đến thời ông Biden và trước thời ông Trump thì cái bức tường đấy nó không được xây, đến thời ông Biden thì lại còn dẹp. Mặc dù là ông Biden cũng thừa nhận các vấn đề liên quan đến nhập cư, đúng không? Ngày hôm nay ví dụ như là tôi có thể quay lại một cái um, cái thông số về nước Mỹ ở đâu để đây để chúng ta biết được về về những thứ mà có thể trực tiếp hay gián tiếp nó gây ra những cái vấn đề ở Mỹ. à riêng năm ngoái thì nước Mỹ do những hành động liên quan tới tội phạm đập phá, cướp bóc ở các vấn đề các cái khu vực bán lẻ đã gây ra tổn thất cho nước Mỹ 112 tỷ đô la. Và con số này đã tăng tới 20% so với con số 90 tỷ đô năm 2021. Những người bán lẻ, những nhà bán lẻ trên các đường phố đã chứng kiến một mức độ tội phạm trộm cắp chưa từng có, chưa từng có tiền lệ đi kèm theo các hoạt động tội phạm cướp phá cướp bóc đập phá vân vân uh, như chúng tôi cũng đã nói với quý vị đúng không ạ những cái tình hình như thế và ngày càng trở lên đáng ngại hơn tình trạng uh, trộm cắp bạo lực có vũ khí vũ trang càng ngày càng đáng báo động đến mức là những cái nhân viên ở các cửa hàng bán được uh, phép bỏ qua tức là không can thiệp vào những hành động móc túi, uh, trộm cắp, trộm giật hay là cướp bóc ở trong các cửa hàng và con số đấy đã tăng lên từ mức độ lên tới 41% so với lại 38% năm trước. Cuộc khảo sát của cơ quan uh, quốc gia của văn phòng chính phủ Mỹ đã tiến hành 117 nhà bán lẻ trên toàn quốc có doanh thu 1,6 nghìn tỷ đô la với lại 97 cửa hàng uh, địa điểm bán hàng trên toàn quốc. 97.000 cửa hàng bán trên toàn quốc. Vâng và như vậy là chúng ta thấy những cái thông tin, những cái hình ảnh liên quan tới việc mà bây giờ nó cứ khơi khơi cả đàn nó vào nó đập cửa hàng Apple, cửa hàng thời trang vân vân rồi nghênh ngang về là chuyện bình thường, không ai làm gì được. Đúng không ạ? 40 mấy phần trăm được khuyên là không can thiệp vào những cái việc như vậy mà. Cho nên cảnh sát rồi bảo vệ ở viết cứ ngơ người nó nhìn thôi. À, nhất là những cái đám mà nó đi đông đảo đúng không ạ? Nó lại có vũ khí nữa. Như vậy có phải là vấn đề đáng lo không quý vị? Đấy là tôi chưa nói các vấn đề liên quan tới cũng từ những vấn đề nhập cư nó mới sinh ra những cái vấn đề liên quan tới um, sử dụng uh, uh, thuốc quá liều, đúng không ạ? Thuốc hướng thần, thành phố zombie vân vân. Thông số về cái thiệt mạng do thuốc quá liều nó còn gây sốc nữa quý vị, nhưng mà tôi quên mất rồi. Hôm nào tôi lấy cái số đấy để nói chuyện với quý vị về viện đặc biệt đấy. Tức là một cái vấn đề nó cực kỳ quan trọng, nhưng mà nước Mỹ đã phớt lờ đi, đúng không ạ? không chính trị gia nào quan tâm, như ông Elon Musk ông nói. Người ta quan tâm tới Ukraine hàng trăm, hàng nghìn lần hơn thế, nhưng không ai quan tâm tới việc đó mà bản thân ông đã phải ra tận biên giới để ông ấy chiêm ngưỡng cái cảnh như vậy. Thì thứ nhất, ở vấn đề Mexico, chúng ta đã thấy rồi là thông qua cửa Mexico thì một cái lực lượng lớn cái nguồn lực lao động giá rẻ bất hợp pháp. Bất hợp pháp có nghĩa rằng là vào những người sử dụng đồng tiền ơn những cái nguồn lao động đấy, họ không phải chi tiền ra để mua bảo hiểm trợ cấp xã hội. An sinh này, an sinh nọ, vốn nó rất cao ở một đất nước thu nhập đầu người cực cao như ở Mỹ. Mà thậm chí những người đấy chỉ được trả những khoản lương có thể nói là thấp, thấp không thể tưởng tượng nổi so với lại cái thu nhập bình quân đầu người của người Mỹ tại thời điểm hiện tại. Và như vậy nếu mà là doanh nghiệp, đúng ạ, thì đây sẽ là một cái quản cách xù Chúng ta biết là bây giờ những cái doanh nghiệp ở Mỹ ấy, họ đang gặp một cái vấn đề cực kỳ lớn về nguồn nhân lực. Nước của họ đã bị phơi phi công nghiệp để mà nó chảy sang các cái nguồn nhân lực giá rẻ như là trước đây là Trung Quốc, bây giờ là Ấn Độ và các cái nước Bangladesh, thậm chí là Việt Nam vân vân. Và cái xu thế nó không đảo chiều được, một ngày một sớm một chiều. Bởi vì là cái giá sản xuất trong nước nó quá cao. Đúng ạ? Và Chính sách nhập cư của Mỹ nó tùy tiện như thế bởi vì nó giải quyết được phần nào cái việc là thiếu cái nguồn lao động giá rẻ. Cho nên chính trị gia thì đại diện cho các cái tầng lớp tinh túy đúng không ạ, tầng lớp kinh doanh. Và như vậy là không đời nào họ lại đi họ ra các chính sách để họ dập các cái nguồn nhập cư này. Mà chỉ có nhập cư trái phép thì nó mới có lao động giá rẻ thôi, đúng không ạ? Còn nhập cư theo đường chuẩn chỉnh thì nó cũng có nhiều tiền và nó cũng có học hết không đứa nào mà nó chịu làm giá rẻ và nó lại không có cái uh, kèm theo những cái chính sách xã hội đúng không quý vị cho nên là đây là nói vấn đề này nhé chúng ta ngồi đây chúng ta không cảm nhận được vấn đề nó lớn đâu nhưng mà đối với các doanh nghiệp trên quy mô lớn của một đất nước mà sống nhờ các doanh nghiệp như ở mỹ thì đấy là một vấn đề khổng lồ nếu ra cũng nói về con số không biết bao nhiêu mà kể chúng tôi cũng nói rồi chi phí sản xuất đặc biệt là liên quan chi phí nguồn nhân lực nó cực kỳ lớn luôn đúng không ạ thậm chí tất cả những cái nguyên nhân phá sản chủ yếu nó dù do cái chi phí trả lương. Có những thời quý vị ạ, sáng ra phát tôi bạc hết tóc bởi vì phải nghĩ ra cuối tháng này trả lương lấy đâu ra mấy trăm triệu để mà trả lương cho một cái đám người mấy chục người hàng trăm người, đúng không ạ? Chỉ nghĩ tới việc là mình làm thì không làm ra nhưng bắt buộc là phải đi để lo vấn đề bảo hiểm Uh, cái gì tiền lương rồi cái gì đấy khi mà nó về hưu về hiếc và mình thì còn đang gọi là vắt cổ chảy ra nước để mà kiếm tiền để mà nuôi công ty nó tồn tại thì mình phải đi lo cái việc cho con nhà người ta đến năm bảy chục năm sau nó vừa ức chế đúng không mà nó lại còn vừa có thể nói là nó nói chung là nó không biết nói gì nữa nhưng mà cái đấy là cái mà hoàn toàn nó chính đáng bởi vì người ta không làm cho mình thì người ta làm cho người khác cho nên câu chuyện về vấn đề nhân công đúng là một vấn đề cực kỳ nhức nhối và chi phí của nó cực kỳ lớn luôn như vậy là ít nhất ở các cái vấn đề liên quan tới cái chuyện này chúng ta thấy rất rõ một cái mục tiêu hàng đầu đấy là tôi chưa nói các vấn đề khác nữa là người mỹ thường có những cái vấn đề liên quan tới sử dụng các scandal để mà có thể nói là thu hút đúng không ạ đánh lạc hướng dư luận và trong cái vấn đề này nó có rất nhiều nội tình liên quan tới các vấn đề à, ma túy rồi các cái vấn đề vô gia cư vân vân đúng không ạ rồi phiếu bầu vân vân nữa chắc chắn nhiều quý vị biết hơn chúng tôi rất nhiều liên quan tới cái việc đó đặc biệt là quý vị ở Mỹ còn tôi thì tôi chỉ nhạy cảm được những thứ mà nó nó có một cách nó mang tính chất địa chính trị thôi đúng không ạ tức là nó ảnh hưởng tới những cái những cái đại cục thì mình nhìn ra ngay vấn đề này đấy còn tất nhiên trong lòng nước Mỹ nó còn rất nhiều vấn đề còn nếu chúng ta quay trở lại Ukraine như vậy thì những chính trị gia là những người đại diện cho nhân dân ở Mỹ đúng không ạ hay nói đúng hơn là bây giờ họ đại diện cho giới tập đoàn trị nhiều hơn là nhân dân thì họ phải là ăn tiền của Chúa thì họ phải múa cho Chúa thôi tối ngày thôi đúng không quý vị và như vậy thì họ có kiếm được cái gì ở đấy không họ không kiếm được cái gì ở biên giới Mexico cả kể cả xây bức tường đấy lên thì họ không kiếm được cái gì đúng không ạ chẳng nhẽ tài tài phiệt bê tông sắt thép thì được bao nhiêu so với lại tài phiệt vũ khí mà đấy là chưa kể là họ sẽ xâm phạm vào quyền lợi quyền lợi của của các cái tài phiệt khác bởi vì họ đang có nhu cầu lao động giá rẻ thế còn bây giờ mình quay sang ukraine đúng không ạ Rõ ràng Ukraine nó hấp dẫn gấp trăm gấp nghìn lần bởi vì cái biên giới Ukraine nó đẻ ra tiền chứ nó không phải biên giới Mỹ. Biên giới Mỹ không đẻ ra tiền xây đường biên giới Mỹ không đẻ ra tiền, đúng không ạ? Còn cái biên giới của Ukraine ý nói là liên quan tới cuộc chiến tranh. Biên giới Ukraine nó đẻ ra vũ khí, nó tiêu hủy vũ khí. Và cuối cùng là vũ khí thì chính là tiền thôi, đúng không ạ? Và thôi thì chúng ta đã bàn ở đây nó rất nhiều rồi Không chỉ vũ khí mà nó có tỷ thứ nữa Nó liên quan đến tài sản của đất nước Rừng vàng, biển bạc, đất đai màu mỡ Đúng không ạ? Địa chính trị, ảnh hưởng chính trị vân vân tất cả mọi thứ ukraine cho nên là giới chính trị người ta đổ xô đến cái nơi để người ta tìm vàng chứ ai người ta đến cái nơi mà nó chỉ có đồng nát thôi đúng không quý vị cho nên đấy là một cái câu trả lời ngắn có nghĩa rằng là biên giới ukraine nó đẻ ra tiền còn biên giới mỹ nó không đẻ ra tiền đấy, và tiền nó người ta chạy về chỗ nó có tiền chứ không ai người ta chạy về chỗ nó nó neo tiền vâng tiếp tục chúng ta đến câu hỏi liên quan tới mỹ và trung quốc nữa này cũng là liên quan đến truyền thông này. Tại sao người Mỹ tiếp tục nói những câu liên quan tới việc nền kinh tế của Trung Quốc đang sụp đổ khi mà nhìn trên internet đơn giản có thể nhìn thấy là kinh tế Trung Quốc vẫn phát triển ở mức 6%, còn Mỹ ở mức 2% ở mức khả quan nhất. Và như vậy Trung Quốc gấp 3 lần Mỹ. Vâng, thì thực tế nếu chúng ta quay trở lại câu ban nãy tin ban nãy của chúng ta thôi thì nó không có cái gì đáng để bàn đúng không ạ nhưng mà điều đáng nói để chốt lại là thực tế thì kinh tế Trung Quốc nó chậm lại thật nó sụp đổ thì không sụp đổ cách đây 15 năm khi mà người Mỹ ý thức được là Trung Quốc nó đang trỗi dậy thì người ta bắt đầu có chiến dịch để mà nói tôi nhớ là có một độc giả nhá uh, một học giả uh, có thể nói rất nổi tiếng ở trong diễn đàn kinh tế thế giới ngày nào ông cũng ra video chỉ có mỗi cái tiêu đề là Trung Quốc sụp đổ thôi lúc nào cũng chỉ có Trung Quốc sụp đổ cách này cách kia mà ông ấy làm liên tục trong bao nhiêu năm như vậy. Thế mà cuối cùng bây giờ Trung Quốc nó vẫn chưa sụp đổ. Đúng không ạ? Đấy chúng ta thấy là bởi vì rõ ràng Trung Quốc thì bây giờ nó chậm lại thật. Nhưng mà nó bảo nó sụp thì nó chưa sụp được. Đúng không ạ? Chưa biết bao giờ nó sụp mà liệu là nó có sụp trước hay là Mỹ lại sụp trước. Nhưng mà rõ ràng với cái khả năng của chúng tôi thì chúng tôi không biết được nó sụp bao giờ đúng ạ. Nhưng mà rõ ràng bây giờ thì nó 6%, có nghĩa rằng nó chấp cả Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật cộng lại. Mới chỉ được có tầm hơn 5% thôi. Vậy thì câu chuyện là gì? Câu chuyện nó xuất phát từ việc là nếu như Trung Quốc vẫn mãi mãi chỉ là một Trung Quốc của 3 40 năm trước thì người Mỹ cũng không bao giờ nhắm vào Trung Quốc đâu. Người ta sẽ nhắm vào Nhật cơ. Đúng ạ, quý vị nhớ là 30 năm trước thì Mỹ đã nhắm vào Nhật và Nhật chết toi luôn. Sau đó là đến Trung Quốc đúng không ạ? Và bây giờ thì người Mỹ phải nhắm vào Trung Quốc thôi. Mà rõ ràng so với Nhật thì vì Trung Quốc bây giờ nó cái tiềm năng của nó khủng hơn nhiều, cho nên người Mỹ phải đương nhiên lo. Bây giờ quý vị nhớ tưởng tượng rằng người Mỹ là hoa hậu của thế giới, trước đến giờ là cung phụng đại gia rồi là fan hâm mộ cung phụng đúng không? Khen ngợi vân vân đủ mọi thứ. Lắc mắt nhưng mà bây giờ tự nhiên có một con nó trẻ, nó ngon, nó xinh hơn. Thế thì có lo không quý vị? Đúng không? Và bây giờ mình muốn mình giữ được vị trí hoa hậu thì mình phải chê bai. Đúng không? Mình phải nói xấu. Đấy là cách của làm của người Mỹ rồi. Chứ còn người Mỹ cũng biết là một là họ đã quen chê bai nói xấu rồi. Thì họ không thể nào đi, họ đi làm một cái con đường chính đạo là đi tập luyện để cho nó săn chắc, để cho da rẻ nó bóng loáng này nó vân vân thứ hai nữa là người mỹ này cũng là một người mỹ già rồi có nghĩa rằng là có đi làm lại hàng họ thì nó vẫn trông nó vẫn nhìn trông nó vẫn ghê ghê đúng không quý vị đấy cho nên là cái câu chuyện chúng ta thấy nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là mỹ đã quen dùng những cái tà thuật rồi tà thuật nó rất là mạnh đúng không ạ và người ta nghiện cái đó rồi cho nên người ta không thể nào làm một cách khác được nữa bắt buộc là họ phải nói xấu trung quốc và đấy chính là một cái cuộc chiến truyền thông của hai bên đúng không ạ? Mỹ đã nhắm vào Trung Quốc mấy mấy năm nay. Còn bây giờ Trung Quốc lại chuẩn bị ngoi lên thì họ cũng phải là đi nói xấu để mà đi người người Mỹ. Đúng không ạ? Và bây giờ nó có một cái cuộc chiến trăm tỷ liên quan tới chỉ có việc truyền thông không. Sắp tới như vậy là chúng ta sẽ tha hồ có những uh, tiêu đề, video, hình ảnh ngựa ở Mỹ thì uh, uh, cái gì Trung Quốc cũng xấu, đúng không ạ? Còn ở Trung Quốc thì cái gì của Mỹ cũng xấu. Đấy, và lần này chúng ta cũng không quan tâm, kệ họ, họ thích nói gì họ nói. Ngày xưa ấy, Mỹ, bây giờ Mỹ còn có một cái trò như này quý vị ạ. Mỹ bảo là uh, Trung Quốc lợi dụng vào cái mạng lưới truyền thông mà chỉ có nói tiếng Trung thôi. Cho nên là họ làm thao túng truyền thông nó rất dễ Phương Tây không thể ngăn cản được. Đấy, Nhưng mà Trung Quốc thì lại bảo là, uh, thế chẳng nhẽ từ trước đến nay là ông, các ông là, là sử dụng tiếng Pháp hay là tiếng Trung Quốc để làm truyền thông, đúng không ạ? Mà bản thân các ông phụ sử dụng toàn bộ cái sự thống trị của cái tiếng Anglo-Saxon để mà thống trị cái truyền thông phương Tây. Cho nên bây giờ tôi chẳng nhẽ tôi lại đi sử dụng tiếng Anh để làm truyền thông để chống các ông, đúng không? Cho nên tôi phải dùng tiếng Trung Quốc nhé. Trung Quốc bây giờ gạch xóa hết, không có tiếng Anh ở trong các biển hiệu rồi các thứ nữa. Đấy là chính sách nhà nước, tôi không biết là như nào nhưng mà tìm hiểu kỹ hơn có khả năng có những cái thứ nó chặt chẽ hơn, thậm chí còn phạt viết nữa. Đồng đô la, đô la đã ở tuần thứ 11 cao liên tiếp, tức là tăng liên tiếp so với đa số các đồng tiền khác. Xin cho biết lý do. 11 tuần thì nó là ngắn hạn thôi quý vị ạ ngắn hạn thì chúng ta thấy là bây giờ nó có một cái điểm là Mỹ đang tăng lãi suất tăng tới gấp hàng chục đúng không ạ nhiều chục chứ không phải là hàng chục lên tới bao nhiêu rồi tôi không biết chính xác bao nhiêu thầm đề điểm này nhưng mà trước đây nó chỉ tầm không phải mấy thôi nhưng bây giờ nó lại lên tới 4 năm rồi đúng không ạ thậm chí hơn năm hay sao ấy. thì có nghĩa là rất cao rất cao để làm gì để mà hút không chỉ đồng đô la của họ ở trên thế giới về nước mà họ còn hút cả các đồng tiền khác chuyển sang đồng đô la để mà quay trở mang đến đất nước Mỹ coi như là một cái khoản đầu tư đúng ạ. Rõ ràng đấy là một cái nhìn nó cực kỳ hấp dẫn. Và tất nhiên là trong quá trình đấy thì nó lại thúc đẩy cái sự nhu cầu đối với đồng đô la và dẫn tới đương nhiên đồng đô la nó sẽ càng ngày nó càng tăng nhưng mà cái này thì nó chỉ có trong ngắn hạn thôi nó không thể là đến với trung hạn nó cũng như cái việc là họ cứ tiếp tục in tiền đúng không ạ hoặc cứ tiếp tục đưa nợ ra nó cũng chỉ có đến một cái giới hạn và nó không thể vượt quá cái đó nhưng bây giờ với những cái thời điểm này nhạy cảm với nước mỹ thì chỉ có cách như thế thôi đúng không ạ là một cái cách mà họ giữ được cái chỉ số kinh tế trong đó có một cái đồng đô la mạnh nó thể hiện một cái cơ bắp nhất định nào đó, tuy nhiên nó chỉ mang tính chất là tạm thời, bởi vì một nước như Mỹ mà giữ mức lãi suất ở mức 5-6% thì nó không thể phát triển bền vững được. Lãi suất ở Mỹ cao hơn ở châu Âu, đồng euro sẽ tự động chuyển sang đồng đô la để xâm nhập vào nước Mỹ để kiếm lãi suất ở Mỹ. Tương đương kể cả như một cái đồng tiền của Việt Nam chúng ta thôi. Nếu như mà lãi suất của chúng ta cao hơn đồng đô la, đúng không? Thì cũng sẽ có người tìm cách để chuyển đồng đô la ra đồng Việt Nam để mà gửi vào ngân hàng Việt Nam để kiếm lời hơn so với đồng đô la Mỹ. Tất nhiên họ phải trừ đi những cái sự chuyển đổi vân vân để cuối cùng họ còn lãi, đúng không ạ? Nếu như mà họ sinh sống ở Mỹ. Tức là cái quy luật nó tự nhiên và bây giờ thì trước cái bối cảnh như này có rất nhiều sức ép như thế Chưa bao giờ mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là đã ra tuyên bố là họ sẽ có ý định để giữ cái lãi suất cao ở Mỹ trong một thời gian rất dài Trong thời gian sắp tới nữa Hơn những gì dự định ban đầu Như vậy rõ ràng đây nó có một cái sự cưỡng ép đúng không ạ Cưỡng bức để mà đẩy cái, cái đồng đô la nó có giá trị cao lên Nó không phải đơn giản đâu Cái này nó có nhiều cái ẩn ý đằng sau Cực kỳ quan trọng nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy nó lại tập trung vào làm lợi cho một số người và gây hại cho rất nhiều người ở nước Mỹ. Nhìn trong dài hạn thì chúng ta thấy là bản thân bây giờ người Mỹ, đồng đô la vẫn được sử dụng rộng rãi như một đồng tiền chính để mà không những dự trữ mà còn để buôn bán dầu, đúng không ạ? Đặc biệt là dầu ở khu vực Trung Đông, nó vẫn sử dụng là đồng đô la đồng chính. Và như vậy tất nhiên là các quốc gia muốn mua dầu thì phải đổi ra đồng đô la, đúng không ạ? nhưng mà bây giờ người mỹ còn họ đang dùng đô la để mà buôn bán dầu nhưng mà họ có dầu không dầu ở trung đông bây giờ không phải của họ phần lớn dầu mà đồng đô la petro đô la nó lại nằm ở cái trung đông đấy đúng không ạ và như vậy là càng ngày thì cái sự kiểm soát của mỹ đối với lại các quốc gia trung đông nó càng lỏng lẻo và trong thời gian càng ngày thì nó càng tuột dần đi chúng ta biết cái sự ảnh hưởng của nga và mỹ ở khu vực Trung Đông càng ngày càng lớn thì có nghĩa rằng ảnh hưởng của Mỹ đúng không ạ? Nga và Trung Quốc càng ngày càng lớn thì có nghĩa là Mỹ ảnh hưởng càng ngày càng thấp đi. Ảnh hưởng càng thấp đi có nghĩa rằng là dầu của họ càng ngày sẽ còn không được sử dụng đồng đô la để buôn bán nhiều nữa. Đấy, chúng ta cứ thấy đấy là một cái quy luật nó đơn giản. Tuy nhiên thì đồng đô la cao thì quý vị cũng thấy là cao giá đúng không ạ? Thì đương nhiên là cái lãi suất ở trong nước của Mỹ đương nhiên là nó rất cao và nó cao như thế thì nó không thúc đẩy phát triển kinh tế trên đường dài một cách bền vững được nhưng ngược lại ấy, thì nó lại có những vấn đề ở các nước khác nữa hiện nay chúng ta thấy là cả nhật cả trung quốc có nghĩa là những cái đối thủ kinh tế của mỹ thì đồng tiền của họ đang bị phá giá đúng không ạ họ phá giá như thế họ là các cái nước mà phá giá để mà họ kiếm thêm được các khoản thu từ các nguồn xuất khẩu còn người Mỹ thì đương nhiên bây giờ là họ hàng hóa loại hàng càng ngày họ càng phải mua với mức độ nó uh, giá nó đắt hơn đúng không ạ? À, xin lỗi, tức là người dân Mỹ thì phải mua với lại cái, cái mức giá rẻ hơn. Nhưng mà uh, quan trọng là khi mà cái nguồn hàng chẳng hạn như bây giờ uh, người Nhật và người đặc biệt là người Trung Quốc đi, chúng ta có thể thấy là bây giờ cái đồng tiền của họ phá giá so với cái đồng tiền mình gọi là phá giá nhưng mà giảm giá đi. đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng là những cái liên quan đến xuất khẩu họ sẽ kiếm được thêm nhiều tiền và cái hàng nhập khẩu của họ sẽ đắt đỏ hơn đúng không ạ đắt đỏ hơn thì nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề là nó bảo hộ cái sản xuất ở trong nước vì lúc bấy giờ hàng hóa trong nước của nó rẻ hơn một cách tương đối nếu không muốn nói là tương đối là tương đối tỷ lệ thuận so với lại cái sự mất giá của đồng 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 nhân dân tệ so với đồng tiền mỹ đúng không ạ như vậy rõ ràng nó thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước thúc đẩy sản xuất ở trong nước và ngược lại ở mỹ thì nó sẽ không thúc đẩy sản xuất kết hợp với lại cái lãi suất cao thì nó càng không thúc đẩy sản xuất mà không thúc đẩy sản xuất thì nó sẽ sinh ra lạm phát ơ sinh ra thất nghiệp đúng không ạ và thất nghiệp liên quan đến cầu vấn đề kinh tế một trong những gốc gác của vấn đề nhưng ở đây ấy, thì cái câu chuyện nó lại quay lại cái câu chuyện của cái đường biên giới ấy, có nghĩa rằng là nó chính sách của mỹ nó đang làm những cái việc nó ngược đời như này vốn nước họ làm cái nước tư bản chủ nghĩa có nghĩa là vốn Đúng ạ, mà họ lại làm ngược lại Là bây giờ họ đang thắt chặt các nguồn vốn Và mục đích nó cũng giống như Đường biên giới của họ thôi Có nghĩa rằng họ đang đi họ bảo vệ lợi ích Của cái giới tài phiệt Quý vị biết là các nước Các công ty mà trong top fortune 500 Ở Mỹ thì đa số Là họ tìm cách họ chuyển sản xuất Ra nước ngoài để tìm kiếm Những cái nơi có nguồn nhân công giá rẻ Để mà đạt được cái thẳng dư Là giá trị thẳng dư tức là lợi nhuận cao hơn Đúng không ạ và tất nhiên, để mà cái xu thế này nó càng ngày càng có lợi cho họ, thì họ phải làm gì? Họ càng muốn đồng đô la nó phải càng có giá so với lại các đồng tiền khác. Ví dụ như là ngày xưa mình trả lương cho một ông, ông ấy 500 đô, đúng không ạ? Thì 500 đô ngày xưa nó nó không có giá, nhưng mà bây giờ đồng tiền của Mỹ nó có giá hơn so với đồng tiền bản địa, thì 500 đô nó lại có rất có giá so với lại, so với ngày xưa, có nghĩa là mua được nhiều hàng hơn. Đấy, và như vậy chúng ta thấy là là cái nhu cầu của cái giới tài việt của cái giới doanh nghiệp đúng không ạ là nó muốn chuyển sản xuất ra nước ngoài là nó muốn luôn muốn một cái đồng tiền của mỹ thật mạnh thì cái việc đấy nó mới càng ngày nó càng hiệu quả và đây mình nói nhẹ như thế thì không trong quy mô tưởng tượng không thấy nhưng mà nếu ở trên quy mô rộng thì đấy là một cái nguồn lợi khổng lồ đối với lại các cái công ty tức là liên quan tới cái vấn đề nhân công đúng không ạ vẫn là sử dụng nhân công mà thôi và hai cái việc đường biên giới với cái đường đô la này, cao giá này nó liên quan đến nhau đấy quý vị. Nó là chính là cái vấn đề liên quan đến giá nhân công sản xuất thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái diễn biến như này nó có kéo dài đúng không, quý vị. Tôi chỉ nói là trong ngắn hạn thôi, còn trong dài hạn thì quý vị biết một điều là kết hợp rất nhiều yếu tố, nếu mà cứ để như này thì có nghĩa rằng nước Mỹ càng ngày càng bị phi công nghiệp. Quý vị công nhận không ạ? Có nghĩa rằng là các nhà tài phiệt, các doanh nghiệp sẽ chuyển sản xuất ra nước ngoài đấy là một cái điều mà chúng ta nhìn thấy rất rõ thứ hai lãi suất cao như này thì không ai muốn mở doanh nghiệp để sản xuất nữa gửi vào ngân hàng cho nó lành và dẫn tới hệ lụy kinh tế cực kỳ lớn như chúng tôi vừa nói thứ ba nữa là đây là một cái chính sách nó mang tính chất là nó ngắn hạn thôi và chúng ta thấy xu thế sự kiểm soát và sự lũng đoạn của nước mỹ đối với lại nguồn thu mua bán dầu mỏ bằng đồng đô la nó sẽ bị phai nhạt đây là một yếu tố rất quan trọng trong chỉ trong cái thập kỷ này thôi đúng không ạ tức là thập kỷ đầu thứ hai thứ ba của thế kỷ 21 này thì chúng ta sẽ thấy ảnh hưởng và kiểm soát và cái chi phối của mỹ trong cái vấn đề giao dịch dầu mỏ và đường đô la nó sẽ suy giảm nếu mà không bây giờ thì nó đã đáng kể nhưng mà có khả năng đến giữa thế kỷ ở giữa thập kỷ và cuối thập kỷ nó sẽ còn tăng lao dốc nữa thì lúc bấy giờ nó sẽ sinh ra một cái sự cộng hưởng cực kỳ lớn dẫn tới lúc bấy giờ là gì nhu cầu của đồng đô la nó sẽ giảm một cách đột ngột và một thời điểm nào đó trong một đêm đấy tức là tất cả những vấn đề này nó đều giải quyết vấn đề trước mắt thì có nghĩa người ta bỏ quên cái vấn đề lâu dài và những cái vấn phương pháp giải quyết vấn đề trước mắt thì nó vẫn là dạng tham bát bỏ mâm đúng không ạ mâm nó sẽ đổ cùng một thời điểm còn ở trong nước ấy, chúng ta thấy một điểm là nhà máy, xí nghiệp, công an việc làm. Đúng không ạ? Nó là một cái điều cực kỳ quan trọng cho bất cứ một quốc gia nào. Nhưng mà chính trị gia Mỹ, chính sách Mỹ bây giờ họ không ưu tiên cái việc đó. Họ chỉ ưu tiên những top của những công ty hàng đầu. Những công ty mà luôn chuyển sản xuất ra nước ngoài thôi. Có nghĩa là top 500, top 1.000 công ty ở Mỹ thôi. Còn những cái ông công ty mà mới ra start up thì khôi sống được thì sống mà không sống được thì tạch còn nếu không thì mày cũng phải ra nước ngoài đúng không ạ cho nên là bây giờ quý vị có thể thấy đây không phải là bây giờ cái xu hướng này nó mới thế mà từ cái thời của ông Clinton đặc biệt là cái thời của tổng thống Bush cho tới ông Obama và đặc biệt là đến cái thời ông Biden thì nó quá lộ liễu đây là một cái xu thế nó nó quá lộ liễu quá hiển nhiên ai cũng hiểu và không cần cãi nhau chỉ cần nhìn vào những ngôi nhà đã xuống cấp, chỉ cần nhìn vào cái mức sống của người dân Mỹ đã rơi tơi tả như nào trong suốt 10, 15 năm qua. Đúng ạ. Và trong những năm tới rồi quý vị sẽ thấy. Mặc dù là với những như thế thì GDP trên đầu người nó vẫn cao lên quý vị ạ. Đúng ạ. Cho nên về mặt truyền thông và mềm vận cảm nhận thì là nước Mỹ vẫn giàu lên, dân Mỹ vẫn giàu lên. Nhưng mà nó lại chỉ rơi vào những cái số thượng lưu thôi. Còn lại cơ bản là giá cả leo thang. Đúng không ạ? Người dân Mỹ chắc chắn là sẽ... Tiền thì vẫn như thế. Nhưng mà họ lại... Bây giờ họ lại còn phải bỏ thêm tiền để mà đóng cho ông Zelensky nữa. Mà những tiền đấy thì nó không có cái gì đầu tư vào họ cả. Tất cả cũng chỉ quay lại túi mấy ông tài phiệt. Có nghĩa rằng mình nói nôm na là gì? Thôi thì bỏ qua vấn đề xã hội, bỏ qua vấn đề đất nước, bỏ qua vấn đề về đạo đức, rồi vấn đề về thương trường quốc tế. Chỉ cần nhìn vào mức sống của người dân, chúng ta có thể thấy như thế. Và nếu như mà ai còn nghi ngờ thì chỉ cần nhìn vào những con phố ở các phố trên Mỹ thôi. Đúng không ạ? Rồi nhìn vào tỷ lệ mà nó cướp phá <laughs> cửa hàng cửa hiệu thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta có cái thời mà khi mà xã hội nó có những vấn đề liên quan đến kinh tế ấy, thì nó bắt đầu có cướp giật. Quý vị công nhận không ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh ấy. Lúc bây giờ là đúng Cái đấy chúng ta phải thừa nhận là có vấn đề về kinh tế Ở Mỹ thì bây giờ nó tăng Nó tăng bền vững như này đúng không Nó tăng đến 20% so với năm trước Mà năm trước nó đã cao rồi Thì có nghĩa là rất bền vững Chứ nó không phải là một cái thời điểm Mà nó mang tính chất là chộp giật Như ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta trong một thời gian Thế nhưng mà chính chính trị gia Mỹ họ không quan tâm đúng không? ạ? Bởi vì bây giờ họ đang phải phục vụ cho Chúa mà đến sếp của họ còn phải phục vụ cho Chúa nữa, nói gì đến họ. Vâng, chương trình đã dài rồi quý vị ạ. Chúng tôi rất muốn chém gió với quý vị qua đêm nhưng mà sợ quý vị không đủ sức, thôi nên chúng tôi uh, uh, xin tạm dừng ở đây để ngày mai gọi tiếp tục uh, cùng quý vị uh, đàm đạo chuyện thế sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm ngon giấc.